Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp, còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình mà dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau. Vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ. Trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến cũng chỉ để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta nhìn vào xã hội thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy thật thật giả giả giữa một thế giới, giữa một xã hội rất khó phân biệt. Hàng thật, hàng giả, bộ kit xét nghiệm giả hay thật cũng chẳng ai biết được. Chỉ biết được nó là thật hay giả khi người ta sử dụng. Một món hàng, một đồ vật mà khó có thể nhận biết và phân biệt thật giả, huống chi con người. Người thật, người giả trong các tiệm bán quần áo cứ như một. Người tốt, người xấu khó có thể phân biệt. Chỉ khi nào gặp chuyện mới biết được họ thật hay giả, họ tốt hay xấu. Bỏ một món tiền lớn mua hàng thật về sử dụng lại là hàng giả, ôm hận và ngập đắng nuốt cay, bị lừa đến thân bại danh liệt. Trên các trang mạng truyền thông xã hội, Thanh Niên, Zing News nói rằng các nước trên thế giới trong mùa dịch coronavirus đã bị mắc lừa với những bộ kit giả của Trung Quốc. Thì ra kẻ lừa giả nhân giả nghĩa, đánh lừa đồng loại để thu vén cho bản thân. Thất đức lại sống trên nhung lụa, người công chính lại bị cầm tù, còn phải chấp nhận cảnh lầm than. Đó là thật thật giả giả trong thế giới và xã hội hôm nay. Chính sự nguy hiểm của sự thật thật giả giả đó mà lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cái nhìn về hai loại mục tử: mục tử thật và mục tử giả. Dấu chỉ để nhận ra mục tử thật: trong thánh lễ làm phép dầu vào lúc 9:30 ngày thứ năm tuần thánh, 28 tháng 3 năm 2013, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói với các linh mục rằng: Tôi yêu cầu anh em là những mục tử mang nặng mùi con chiên của mình. Thì ra vị cha chung gợi lên một hình ảnh hết sức ấn tượng của người mục tử thật, hết mình vì đoàn chiên, hy sinh cho đoàn chiên, bảo vệ và bênh vực khi có sói hay thú dữ tới cắn xé hoặc làm thương tổn đoàn chiên, và luôn tìm nguồn nước trong lành và đồng cỏ xanh tươi cho chiên no đầy. Người mục tử ấy đã thấm nhập mùi chiên, sống gần gũi, gắn bó với đoàn chiên, lo lắng chăm lo bảo vệ, dấn thân trọn vẹn cho đoàn chiên của mình, sống chung với đoàn chiên để người mục tử gọi tên từng con chiên và chiên nghe tiếng của mục tử. Mục tử đi trước, chiên theo sau. Như thế đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Giữa xã hội hôm nay cần những mục tử thật như thế để bảo vệ đoàn chiên, chống lại những lạc thuyết, ý thức hệ và cả những đường lối, sự hướng dẫn
làm cho đoàn chiên bị lung lạc đức tin và luân lý. Họ không còn tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô. Họ không còn giữ những lề luật của Thiên Chúa và của giáo hội. Họ sống vô luân, thậm chí còn chống đối cả giáo hội của Ngài. Vị mục tử thật là vị mục tử đứng về phía sự thật, bảo vệ cho chân lý, chống lại những giả dối và gian tà đang làm ảnh hưởng trên đoàn chiên của mình. Dấu hiệu của mục tử giả không khó để có thể nhận ra. Họ chỉ thu vén cho bản thân, chỉ biết xén lông chiên và ăn thịt chiên, tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình, sống hưởng thụ, lười biếng, thiếu trách nhiệm, tìm an nhàn cho bản thân, ngại khó, sợ khổ và để mặc cho đoàn chiên bị sói và thú dữ ăn thịt. Trưa nay tôi nhận một điện thoại của một anh, của một ông trùm giáo họ Maria, báo rằng có một anh công nhân sắp chết, không đưa về quê và xin an táng ở tại nghĩa trang Mỹ Hội. Anh chị không nhập xứ, và khi báo cho tôi thì tôi gọi cho ông chánh, tôi nói ở họ Maria có một người như thế, ban hành giáo xem thế nào, nếu được cho họ chôn cất tại nghĩa trang giáo xứ Mỹ Hội. Không phải là tôi không đủ quyền để quyết định việc chôn táng của một người này hay một người kia, của người nhập xứ hay của người không nhập xứ, nhưng tôi muốn ban hành giáo cộng tác vào trong công việc của chủ chiên. Nghĩa là tôi muốn ban hành giáo cũng phải thấm đẫm mùi của anh chị em mình. Và sau khi quyết định của ban hành giáo cho chôn ở tại nghĩa trang Mỹ Hội, tôi mới sắp xếp công việc để dâng thánh lễ cho anh ta vào sáng thứ ba, cùng với lễ an táng của anh Năm Nhẫn, và anh sẽ chôn tại nghĩa trang Mỹ Hội. Dẫu là một người không nhập xứ, tôi không ra làm phép xác, tôi cũng không tiễn đưa lên nghĩa trang, nhưng tôi dành cho anh một thánh lễ an táng chung với một người trong giáo xứ, vì trùng hợp chôn vào thứ ba. Và cũng từ đó tôi dẫn đưa cả hai người này tới nơi an nghỉ cuối cùng, nơi nghĩa trang Mỹ Hội. Đó là ban hành giáo, đó là những người cộng tác với tôi, để họ cũng như các linh mục, họ biết ngửi mùi của anh em mình để giúp đỡ anh em mình trong những lúc hoạn nạn. Tôi không làm việc một mình, tôi làm việc với ban hành giáo, và như thế tôi cũng muốn ban hành giáo trở thành những mục tử thật, nghĩa là những người phục vụ thật cho đoàn chiên hay giáo dân giáo xứ Mỹ Hội, kể cả những anh em công nhân di dân dẫu chưa có nhập giáo xứ này. Vì mục tử nhân lành, mục tử thật là Đức Giêsu Kitô, Ngài đến từ trời, Ngài trở thành mẫu gương, Ngài chăm lo và nuôi sống bảo vệ, Ngài còn chết cho đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào. Nơi Ngài hội tụ đủ mọi phẩm chất và đức tính của người mục tử tốt. Các giáo hoàng, giám mục, các linh mục hay ban hành giáo được cộng tác vào trong công việc của giáo xứ, cộng tác với cha sở, thì có chăng chỉ là học ở nơi vị mục tử tốt lành này, Đức Giêsu Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta cùng học nơi Đức Giêsu Kitô, vị mục tử, phẩm chất và đức tính ấy, để chúng ta sống trọn vẹn bậc sống của mình. Là những người cha, người mẹ, chúng ta cũng là một mục tử tốt trong một gia đình, để chúng ta sống lo lắng cho con cái, bảo vệ chúng khỏi những khói sói dữ của ngày hôm nay đang ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Đó là những trò chơi điện tử bạo lực, đó là phim ảnh xấu vô luân, đó là lạm dụng phương tiện truyền thông hiện nay như điện thoại thông minh, internet, mà sao nhãng đức tin
việc học giáo lý và cả việc trao dồi kiến thức phổ thông nữa. Xin cũng đừng quên cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, các riêng cầu nguyện cho tôi nữa, để tôi trở nên người mục tử thật, nghĩa là tôi đang học và bước theo mục tử Giêsu, noi gương và cố gắng có những phẩm chất và đức tính của Đức Kitô, vị mục tử thứ thiệt của chúng ta. Xin đừng quên tôi trong lời cầu nguyện của ông bà anh chị em. Amen.